Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ ra vườn để thu hoạch bí đao nha các bạn. Thường bí đao thì mình nhớ là cái trái cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình không có ngờ được là cái vàng bí đao này của mình trái rất rất lớn. Có thể giờ mình để nó già hơn không biết, nhưng mà với kinh nghiệm của mình á, nếu như mà bí đao mình hái trái lúc mà còn non á thì mình ăn phải ăn liền, mình để lâu không có được. Mà mình thì mùa hè thì mình trồng nhiều rau củ trong vườn lắm, mình ăn không không kịp đâu các bạn. Bây giờ cá đi 20 phao, Út nói nhiều. Út nói trái này là chừng 15 phao. 15 hả? Giờ nói trái này đi. Nói trái này đi. Trái bự nhất á, lấy trái bự nhất đi. Bự nhất đi. Ok, thấy chắc cái đó là cũng bự đó. Anh Long đón cái này bao nhiêu phao? 20 phao. Nói quá, không nói nhiều. 15 phao. Còn em? Nói 10 phao thôi. Có để có Út không có cái gì. Để đây, đây, đây. Khỏi nó lăn, nó chết vậy chứ. Cái này là 10 phao phải không? Cái đúng cân này á. Cân nó 10 phao. Cân này có cân già không vậy? Này 9 phao mấy à? Ồ, 9 phao mấy hả? Thấy chưa? Ủa sao nói không? Sao nói gấp đôi dữ vậy ta? Trời ơi, buôn bán gì mà nói lố, thì sợ luôn á. To lắm á chứ không có ít đâu. Thiệt, thì các bạn, nó rất là nặng luôn á. Nhìn nó hả, mà mình tưởng là giống như mình cầm cái cục gạch, nó cục đá vậy luôn, chứ không phải là cái trái bầu, trái bí đâu các bạn. Lớn thì là lớn luôn á. Trái nó to hơn trái nãy mình cân thì phải. Út nghĩ có thể nặng, Long này chắc 21 phao á Long. Ôi trời, 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 quá à. Hết đó chị. Đón trầm nhiều quá. Út nghĩ một lát chắc hai đứa đem về chừng 2-3 trái đi. Ôi, đâu không. Để dành à, để con nấu nước uống. Để dành ăn. Chứ bên Út hả cũng phải cho người ta chứ. Đâu ăn hết. Ăn cái nữa. Nặng lắm luôn á. Cô chú anh chị các bạn thấy không, bên đây á tại vì mình ham trồng cho vui. Chứ thật sự mà để ăn một trái bầu trái bí thì mình ra chợ mình mua nó nhanh gọn lẹ mà cũng không cần cực khổ nữa. Hôm nay á thì mình rất là vui bởi vì có gia đình của Ly Đình tới chơi. Ly Đình là cháu gái của mình. Hổm rày là tính cắt bầu bí này rồi, trái bí này rồi, nhưng mà cũng muốn chờ để đằng Ly Đình qua chơi để đằng sẵn mình khoe với Đình. Bây giờ cái cặp này á là con cắt con trái này luôn nha. Trái bự. Ừ, trái bự nè. Ôi, thấy chưa nặng. Nó nặng lắm. Trời ơi, coi cái này là tí. Còn phải cắt hả? Để mình này nó dạ. Dạ. Cái đó không để giống à? Ồ. Tại có chỗ để cắt mà đi mua cho nó khỏe à. Ồ, ok. Có chỗ có mối rồi, có mối để mình đi coi rồi. Cái đó thì coi con bớt mình nó lủng chưa, nếu không lủng cắt luôn. Cái này hả? Cái này thì con thấy nó chưa không không lủng nổi. Đúng không? Có trái đó thì thấy nó lủng lủng này. Không không lủng là nó không, non hay không, già? Không lủng là già. Cái nào mà bấm không lủng là phải cắt. Ồ già đó. Vậy em em bấm không lủng mà. Cái này lủng lủng, cái này còn lủng không? Lủng nè. Thôi nhiều quá rồi. Thôi để này lại đi. Tại vì nhiều quá mình cắt một lượt cũng đâu thế nào cho nó. Thôi ôi coi nè, cái vỏ nó còn xuất dày ra chứ. Mai mốt về Việt Nam kiếm mua cần xé. Cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.